Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em vừa về cái cây cư kiếm The One. Nó 60V thì nó sử dụng cho 60V và động cơ không trữ than. Thì cái máy The Wonder CS388. Sử dụng pin 60V. Và cái tốc độ nhịp của nó là 3.000 vòng trên phút nha anh em. Thì nó sử dụng cái hệ thống lưỡi cưa kiếm, là lưỡi cưa kiếm phổ thông. Lưỡi cưa kiếm phổ thông. Thì cái chức năng của cái cây cưa kiếm này thì đỡ cho anh em chuyên là sử dụng công trình. Thì nó cưa sắt, cưa gỗ, cưa thép, cưa tắc tần tật gỗ sắt thép gì đó, thì nó sử dụng cục pin 60V và cái sạc 118. Hàng này hàng Mỹ về, thì thành ra là anh em có pin 60V đó thì mình sẽ sử dụng cái con này nha. Thì cái này pin 20V thì không có thể sử dụng được ha. Thì em lắp vào và em sẽ test cho anh em xem cái The One của Mỹ vừa, nó sử dụng là pin LED phone rồi. Thì cái lực nhịp của nó là đây rồi, cái The One 60V này, bộ máy pin và sạc là 7.8 triệu nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Nhờ anh em like và share giúp mình.